đến nếp vào lòng của ta, vào trong trái tim của ta. Chúa ôm vào lòng để Chúa nâng đỡ cho tuổi nào những ai đã được ơn của lòng thương xót Chúa, đã được Chúa ôm vào lòng nên để chia sẻ cho mọi người. Mời em, mời chị, hai người. Rồi, mời ông, đây, mời ông. Nhiều quá, nhiều lắm, nghe tâm cứ từ từ mà lên nha. Rồi đấy, ông cho để chúng ta không ngã cũng bán bỏ rồi nha, hiểu qua bây giờ ông tên gì ở đâu và được tên Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn nha. Rồi, đừng có cảm ơn vô luôn, còn tên gì, bao nhiêu tuổi ở đâu, được tên gì? Lâm Xuân Ảnh Lâm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con nàng Xuân Thanh Tây, năm nay 75 tuổi. Con đến nay nhận 4 năm. Hiện nay con người đi là thịnh giá cho anh chị em ở trong đó xứ đi, vậy là 5 chuyến xe. Là con đi 4 chuyến nhỏ, năm nay là 4 chuyến. Con được sự ơn quả Chúa ban cho con. Cách đây vậy là 4 năm con bị bệnh, đột xuất nằm gần 3 tháng. Chúa sử dụng con đến khi nay con được khỏe, cảm ơn Chúa. Thì con rất hồi hộp, còn nhà con thì cách đây 10 năm, con lúc đó đang ở bên Pháp thì nhà con bị bệnh. Nên khi cuối cùng tai biến, nay nhà con Chúa thương đã hồi phục ra. Thì con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn ban cảnh xe. Xuống trang này con rất là cho cha được mạnh khỏe cho phục vụ cho. Nên mà con đó có chúng con thì chúng con cũng bệnh nặng. Con xin cha để cầu lễ cho tất cả chúng con ở trên đó. Và được ơn của Chúa chữa lành, rồi người bạn đời của mình cũng bị tai biến và được Chúa chữa lành, từ Hải Lâm Vũng Tàu đến chia sẻ với chúng ta và tặng ông một cái máy 500 này là lòng thương xót Chúa nha, để hai ông bà cùng nhau mà nghe và ơn lòng thương xót của Chúa nha. Con muốn thêm 4 năm thái về bỏ cho những người khó khăn. Đúng rồi, vâng, mời ông. Dạ, vâng. Dạ. Rồi con tắm tắt, con tên gì ở đâu và được tên Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.